Khi mà chúng ta mở cái file lên thì cái uh, file được mở ra rất là nhỏ như này, thì để cho cái file này nó nó phóng to ra bằng kích thước thực của những người thiết kế họ 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 thiết kế cho chúng ta ấy. thì chúng ta sẽ ấn cái tổ hợp phím là Ctrl Alt, Ctrl Alt và phím số 0 để chúng ta làm việc. Đấy. Thì khi đấy chúng ta sẽ ấn Ctrl An không. Và khi ấn Ctrl ăn 0 thì cái giao diện này của chúng ta nó sẽ phóng to ra thành cái giao diện đúng như kích thước thì chúng ta sẽ có như sau Ctrl An 0. Đó. Rồi. Sau khi chúng ta đã có Ctrl ăn 0 thì chúng ta ấn vào phím phím cách. Phím cách này. Đấy. ấn giữ phím cách. Sau khi ấn giữ phím cách thì con trỏ chuột của chúng ta nó sẽ chuyển về về cái màn hình là, là cái cái hình bàn tay. Đấy, bên trên máy của các bạn thì các bạn không nhìn thấy là cái bàn tay đâu Thế nhưng mà chúng ta phim cách như này Ấn giữ phim cách Sau đấy chúng ta sẽ kéo chuột Thì chúng ta sẽ di chuyển đến cái vùng mà chúng ta cần xem Đây là phim tắt thứ nhất Đó là phim cách Sau đấy chúng ta nhả phim cách ra thì chúng ta lại có cái con trỏ chuột khác Và trên màn hình của các bạn thì các bạn sẽ Làm quen với các cái công cụ mà chúng ta dùng để cắt cái giao diện này ra cái công cụ đầu tiên chúng ta cần đó là cái phím tắt V hay là tại cái thời điểm thì đang di chuột này đấy là phím tắt V thì khi chúng ta chuyển thành phím tắt V như thế này thì tất cả các cái con trỏ chuột này của chúng ta sẽ chuyển thành hình mũi tên nhé hình mũi tên và khi chúng ta tích vào cái mũi tên thì chúng ta sẽ focus được đến các cái layer một số máy các bạn chưa thiết lập cái chế độ này thì các bạn kích vào con trỏ chuột sau đấy các bạn chọn vào auto select ở đây một số máy cài nó không có đâu chúng ta sẽ auto select là layer sau khi chúng ta auto select thì chúng ta chọn ở đây sẽ là layer thay vì là group thì khi chúng ta khi chúng ta kích chuột chúng ta sẽ chọn được vào từng cái layer một ví dụ trong cái phần là logo thì chúng ta tích vào đây nó sẽ ra được cái size logo như này và chúng ta À, chúng ta kích vào cái biểu tượng hình cái mắt này nó sẽ ẩn hiện lên cái đối tượng mà chúng ta cần kiểm tra hoặc là chúng ta di chuyển chuột đến chữ home sau đấy chúng ta tích chuột vào chữ hôm thì ngay lập tức cái bên layer này chúng ta focus vào chữ hôm hoặc là chúng ta kéo đến một cái đối tượng ở đây là cái hình vòng tròn thì khi đấy nó sẽ focus đến cái phần là như thế này đổi màu các bạn nhìn thấy rõ này tắt đi đó và bên cạnh này là heo này đấy. đấy là cái phần là phím tắt v và chọn auto select và đây là layer tiếp theo nữa là chúng ta sẽ dùng đến cái phím tắt à, đó là phím tắt m đây là phím tắt m cái phím tắt m khi các bạn kích vào phím tắt m như thế này thì chúng ta muốn xác định xem cái độ rộng hoặc độ cao của một cái đối tượng nào đấy thì chúng ta chỉ việc là chọn m sau đấy chúng ta giữ chuột trái chúng ta kéo sau khi giữ chuột trái kéo thì ngay trên cái màn hình chúng ta hiển thị là 140 với H là 92 hoặc là chúng ta sẽ hiển thị lên cái thanh công cụ là info. Nếu như trên máy của các bạn chưa hiển thị lên cái thanh công cụ là info các bạn ấn phím F8. Ấn phím F8. Đó, ấn phím F8. Thế còn khi chúng ta đã kéo được cái đối tượng ra thành hình đất đứt này để chúng ta kiểm tra độ rộng độ cao chúng ta muốn Mất đi cái đứt này chúng ta ấn Ctrl D Chúng ta ấn Ctrl và phím D này Thế còn khi chúng ta muốn ẩn đi Hoặc là khi mở cái giao diện ra Nó mặc định nó không có cái thanh công cụ Đó là Layer bên này Thì các bạn ấn phím F7 Ấn phím F7 Ấn hoặc là ấn lại lần nữa Nó sẽ ẩn đi F7 là cái phím tắt Layer F8 là hiển thị lên thanh Info Được chưa Đấy Tiếp nữa là chúng ta sẽ dùng đến phím tắt Y ngắn, in ngắn. Khi chúng ta chọn in ngắn, thì chúng ta chuyển cái con trỏ chuột về cái thước để lấy màu, chính là cái biểu tượng này, giống như là cái lấy 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 um, hóa chất trong cái hóa uh, học công nghiệp ấy. Thì trong cái thành phần này thì chúng ta sẽ di chuột đến cái đối tượng mà chúng ta muốn. Ví dụ như là cái uh, cái, cái 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 trên cái um, header này, chúng ta kích chuột, thì ngay lập tức bên thanh công cụ bên tay trái của chúng ta chúng ta sẽ có được cái màu của nó và để lấy màu chúng ta tích chuột vào cái đối tượng này sau đó chúng ta copy cái mã màu đối với các thành phần khác chúng ta làm tương tự ví dụ như là lấy cái màu của cái chữ này chẳng hạn chúng ta cũng kích chuột thì chúng ta cũng sẽ lấy được đấy, đấy là cái phím tắt y tiếp theo chúng ta sẽ dùng với lại phím tắt t phím tắt t khi chúng ta dùng với phím tắt t thì chúng ta tích vào cái service thì chúng ta có thể thay đổi và hiển thị hoặc là sửa chữa thông tin. Thì cái phím tắt T này các bạn sẽ kết hợp với lại cái cửa sổ màn hình đó là vào Windows, vào với Character. Khi các bạn kết hợp phím tắt T với lại màn hình Windows, Character như thế này thì chúng ta sẽ lấy được thứ nhất là tên phông là gì. Thứ hai là kiểu phông, đấy, Lato Black. Sau đó là màu của cái phông này là màu gì Thì để kiểm tra màu các bạn tích vào cái đối tượng màu này Nó ra được cái mã màu và cái thành phần Tiếp theo nữa là cái độ rộng cỡ chữ là bao nhiêu 30 Và cái chiều cao line 2 của cái chữ đấy là 17 Hoặc là các bạn có thể kích vào cái đối tượng chữ này Thì các bạn cũng có được các thông tin liên quan đến các cái chữ đấy đó là cái lato line vỡ chữ là 18 và cái chiều cao của cái chữ này tức là cái cách dòng của nó sẽ là 30 và màu chữ như thế này. Thì đây là cái phím tắt T. Tiếp theo cái phím tắt quan trọng nữa mà chúng ta hay hay dùng đó là phím tắt C. Nếu như trên bình thường mà các bạn mới mở ra hoặc chưa cấu hình thì cái phím tắt C này nó sẽ là cái crop tool, biểu tượng như thế này. Nhưng trên thực tế khi làm việc với cái cắt giao diện này thì chúng ta sẽ dùng với lại là slide tool, cái thứ ba từ trên xuống và phím tắt đó là phím tắt C. Thế thì khi sử dụng với lại slide tool thì chúng ta sẽ kết hợp với lại cái thước ở đây. Mặc định khi chúng ta mở ra nó không có cái thước này. Và chúng ta muốn nổi cái thước này lên thì chúng ta sẽ vào là ấn Ctrl R. Phím tắt là Ctrl R để chúng ta nổi cái thước này lên. Và khi đã nổi cái thước này lên rồi thì chúng ta muốn chuyển cái thước này về một cái đơn vị đo đó là pixel thì chúng ta kích chuột phải chọn là pixel hoặc là chúng ta kích đúp vào cái thước nó ra được cái cửa sổ như này thì chúng ta sẽ chọn rule là pixel và tay cũng là pixel cho chúng ta ok như vậy là chúng ta chuyển được cái thước này về thành là pixel sau khi chúng ta đã làm quen được các cái phím tắt của thanh công cụ này thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu cắt thì đối với các cái giao diện thì chúng ta sẽ phân tích xem là chúng ta lên cắt ảnh hay là để nó là chữ Trong cái trường hợp này chúng ta có size Size Golo này thì nó là text rồi chúng ta không phải cắt Menu chúng ta cũng là text Chữ rồi thì chúng ta sẽ chỉ việc là tìm đến xem là cái chữ đấy phông là gì chúng ta làm thôi Thì trong cái bài này chúng ta chỉ cắt thứ nhất là đối với lại cái hình là banner Thì cái hình banner này thì chúng ta để ý nó sẽ có cái nền màu 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 da cam nhỉ Tạm gọi là màu da cam Thì cái nền màu da cam này chúng ta sẽ là cái background màu da cam Còn cái ảnh này của chúng ta Thì nó sẽ không có màu Không có màu nền Và cái ảnh này thì luôn luôn đặt lên cái màu hình da cam Nó sẽ là hình da cam Và khi chúng ta đặt lên cái màu Hình màu xanh thì nó sẽ là màu xanh Giống như cái bài ngày hôm trước chúng ta Chúng ta có đấy Thì chúng ta chỉ có cái Hình nền màu da cam Đây là cái ví dụ này rồi và cái ảnh này của chúng ta là không có màu khi đặt lên cái màu da cam nó thành da cam và để chứng minh cho cái việc đấy thì chúng ta sẽ có như sau đầu tiên chúng ta sẽ bật cái facebook này lên và chúng ta tìm đến cái đối tượng này là banner và chúng ta có background màu như này đó khi chúng ta thay đổi background không phải là màu da cam mà chúng ta đổi thành màu đỏ thì cái nền này màu đỏ và cái ảnh này của chúng ta nó sẽ nhìn xuyên qua. Cái ảnh này là đặc tính của nó như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó là ảnh PNG. Ảnh PNG. Ảnh PNG cho chúng ta nhìn xuyên qua được cái giao diện như này. Thì đối với lại cái trên trong web này thì chúng ta cũng tách cái ảnh này ra thành ảnh PNG để làm được cái đấy thì chúng ta sẽ quay lại với phím tắt V. Sau đấy chúng ta click chuột vào đối tượng rồi chúng ta sẽ ẩn hiện được cái ảnh này đi. Đấy. thì trên cái màn hình này của chúng ta, chúng ta sẽ có này hai cái đối tượng. đối tượng thứ nhất là iphone nằm và iphone đứng. đúng không? chúng ta sẽ ẩn đi tất cả các thành phần xung quanh. bởi vì sao? vì chúng ta đã xác định được là hai thành phần này chúng ta muốn lấy rồi trên cùng một ảnh. để làm được cái việc đấy, chúng ta đã xác định được cái layer quản lý hai cái này để làm được cái cái ẩn đi tất cả các đối tượng xung quanh để còn lại ra hai cái uh, iphone này thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành là xác định kích thước chúng ta cần cắt thì trong cái bài này chúng ta sẽ phải kéo cái thước xuống thì chúng ta có sẵn cái thước ở đây rồi chúng ta giữ chuột trái chúng ta kéo xuống sát với cái mép trên cùng của cái iphone chúng ta đã xác định được cái cận trên để chúng ta cần cắt tiếp theo nữa là cái bên dưới này thì chúng ta cũng phải kéo xuống sát này để chúng ta xác định cái cần cắt tại sao chúng ta lại phải làm như này bởi vì khi chúng ta ẩn cái màu nền này đi thì cái phần mờ mờ đổ bóng này của cái iphone này chúng ta không nhìn thấy nên chính vì thế chúng ta kéo cái thước này xuống để chúng ta xác định cái vùng cần cắt để chúng ta cắt cho chính xác nhất rồi đến cái biểu tượng này sau khi chúng ta đã kéo được vùng cần cắt xong chúng ta chuyển cái phím tắt về c hoặc là click vào cái biểu tượng trên màn hình sau đấy chúng ta giữ chuột trái chúng ta kéo nhưng mà trước khi chúng ta giữ chuột trái chúng ta kéo thì chúng ta sẽ quay về với lại cái iPhone đứng iPhone nằm này chúng ta giữ phím ANT giữ phím ANT chúng ta sẽ giữ phím ANT như thế này trên màn hình giữ phím ANT được chưa chúng ta giữ phím ANT sau đấy chúng ta click chuột vào cái biểu tượng iPhone sau đấy chúng ta thả phím ALT chúng ta tích tiếp vào cái biểu tượng iPhone này như vậy là chúng ta đã chọn ra hai cái đối tượng chúng ta cần cắt sau khi chúng ta đã chọn được đối tượng cần cắt và loại bỏ được tất cả các hình nền đi đúng không thì chúng ta sẽ chọn phím tắt C tắt C và chúng ta tiến hành giữ chuột trái vào cái điểm giao giữa hai cái đứng và cái trục nằm này chúng ta kéo xuống rồi giữ cái phím cách giữ phím cách sau đó là giữ chuột trái để chúng ta di chuyển sau đấy chúng ta kéo chuột vào cái vị trí để cho nó thêm chính xác chúng ta giữ thêm phím ctrl để chúng ta sát với cái mép biên như này rồi sau khi chúng ta đã xác định được vùng cần cắt thông qua phím tắt c và kéo chúng ta kích chuột phải chúng ta chọn edit slide option chúng ta đặt tên cho nó ở đây là banner banner sau đây chúng ta ok sau khi chúng ta đặt tên xong là banner và chúng ta ok chúng ta chọn file chúng ta save for web save for web sau khi chúng ta save for web thì cái màn hình của chúng ta nó nổi lên là cái cửa sổ này chúng ta sẽ chọn ở đây đặc điểm ảnh là png nếu như chúng ta đặt ở jp 2 g này thì cái nền vẫn là lên màu trắng nhìn thấy không chúng ta chuyển thành dạng png 24 thì ngay lập tức cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ không có màu này nhìn này đấy màu chấm chấm này là cái không màu và là PNG24 sau khi chúng ta đã chọn ở đây là PNG24 chúng ta chọn xếp chọn xếp và chúng ta sẽ tìm đến thư mục mà chúng ta muốn xếp ở đây là đây 6 chúng ta sẽ chọn vào đây lần đầu tiên chúng ta mở chúng ta chọn vào đây đó là selected slide nhớ các bạn nhớ nhé chọn là sẽ từ từ sai chứ không chọn là ôn slide chọn sẽ từ slide tức là chúng ta chọn cái vùng mà chúng ta đã khoanh mà chúng ta cắt ở bước trước sau khi đã chọn sẽ từ slide xong chúng ta chọn xếp ở đây không cần phải đặt file file name và cái format này là để là image only hai cái quan trọng thứ nhất là cái format image only và sẽ từ slide còn tên này không cần đặt bởi vì chúng ta đã đặt ở trong cái bước chúng ta kích chuột phải chọn này edit slide option rồi sau đó chúng ta xếp thì khi chúng ta xếp thì ngay lập tức trong cái folder đây 6 này nó sẽ tạo ra chúng ta một cái thư mục có tên là image và chúng ta tiến hành xếp rồi thì trong thư mục đây 6 này sẽ có thư mục image và ngay lập tức trong này có cái banner mà chúng ta đã cắt sau khi chúng ta đã chọn được đối tượng xong cắt xong và xếp vào thì chúng ta quay lại với màn hình chính trên màn hình này bây giờ chúng ta để quay lại được cái giao diện giống như lúc ban đầu chúng ta mở ra thì các bạn ấn phím tắt đó là F12. Sau khi ấn F12 xong các bạn chọn đâu. No. Nó sẽ quay lại cái giao diện giống như chúng ta lúc chúng ta mở ra. Thấy chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cắt tiếp đến một cái đối tượng nữa, đó là cái bút chì này và cái hình tròn này. Thì để cắt được cái bút chì và hình tròn chúng ta cũng làm bước tương tự, đó là chúng ta quay về phím tắt V, sau đấy chúng ta tích vào cái bút chì. Đây rồi, eclipse và bút chì à, đây là cả hai cái layer này nó gần nhau này sau đấy thì chúng ta cũng lại kéo thước xuống để chúng ta khoanh vào cái vùng cần cắt đóng khung lại sau khi đóng khung xong chúng ta ấn phím ant ấn phím ant trên màn hình đấy. và chúng ta tích chuột vào cái biểu tượng cái mắt kích vào biểu tượng cái mắt và chúng ta tích tiếp vào cái pen vào đây nổi lên Đấy. bởi vì sao nó phải đóng cái khung này bởi vì hiện tại với các cái biểu tượng người ta thiết kế này màu này vẫn còn nhìn nó vẫn còn rõ nhiều cái người ta thiết kế mờ hơn thì chúng ta cần phải khoanh được cái vùng này chúng ta cắt cho chính xác để muốn chính xác hơn nữa chúng ta ấn phím phím tắt là can trôn cách khi ấn can trôn cách khi ấn phím tắt can trôn an can trôn an thì chúng ta thu nhỏ lại kết hợp can trôn an thì chúng ta sẽ phóng to ra can trôn cách phóng to ra ấn can trôn và phím cách này thì khi chúng ta phóng to cái màn hình này ra sau khi phóng to ra chúng ta nhả phím can trôn vẫn giữ phím cách chúng ta kéo chuột sau đấy chúng ta tiến hành cắt đó là chúng ta chọn phím tắt C và kéo ra đó sau đấy chúng ta kích chuột phải chúng ta edit slide option đặt tên cho nó là icon icon này là gì? Bút chì à? Chì. Sau đấy chúng ta ok và chúng ta chọn file save for web. Và chúng ta sẽ chọn ở đây sẽ là PNG24 bởi vì cái ảnh bút chì đấy của chúng ta cũng cần phải có trong suốt. Và chúng ta tiến hành kích vào save. Lần này chúng ta chỉ việc save thôi bởi vì sao? Chúng ta đã chọn ở đây là selected slide từ bước trước rồi không phải chọn lại lần nữa và chúng ta xếp không chọn vào trong thư mục image và chúng ta chọn chỉ xếp vào trong thư mục đây 6 thì khi trong quá trình xếp nó sẽ tự tìm đến cái thư mục image này và thêm ảnh vào đây Được không? rồi xếp sau khi xếp xong thì trong đây 6 image chúng ta sẽ có thêm cái biểu tượng này và quay lại với bước đó là ấn F12 sau đấy chúng ta lâu và khi chúng ta ấn F12 nó sẽ to ra vẫn to như này bởi vì cái bước trước chúng ta zoom lại chúng ta zoom to lên thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dùng phím tắt để chúng ta zoom lại chúng ta ấn Ctrl An và thêm phím cách phóng to ra là chúng ta can Ctrl cách thì phóng nhỏ lại thì chúng ta thu nhỏ lại chúng ta sẽ dùng Ctrl An cách và chúng ta kích chuột và bây giờ chúng ta sẽ Ctrl An cách kích chuột thì nó sẽ thu nhỏ lại đó thu nhỏ lại đấy là cái bước mà chúng ta cắt đấy là chúng ta mới chỉ là cắt từng đối tượng một thế thì bây giờ chúng ta có nhiều đối tượng chúng ta cắt một lúc thì làm như thế nào nhiều đối tượng cắt cùng một lúc ví dụ như trong cái trường hợp này chúng ta sẽ cắt liền lúc là một hàng của cái ảnh này chúng ta sẽ kéo chuột lên để chúng ta sát mép tất cả các cái đối tượng sau đấy chúng ta kéo chuột xuống rồi sau đấy chúng ta zoom nhỏ lại Ctrl an cách sau đó chúng ta giữ phim cách này vào cắt đối với cái ảnh này chúng ta có thể để là jpg không cần phải ảnh trong suốt nên chúng ta chỉ việc cứ thế cắt thôi à, chúng ta cắt thử nhé một đặt tên luôn đó là avatar một à đây này img một tiếp theo chúng ta sẽ cắt ra Giả dạ sử trong trường hợp này nó cắt 4 cái. 4. Và chúng ta có thể cắt là cả 12 cái cũng được. Đây là chỉ hiển thị là 4 cái thôi. Sau khi chúng ta đã khoanh vùng cần cắt đặt tên chúng ta chọn file vẫn là save for web trong lần này thì chúng ta sẽ giữ phím cách giữ phím cách sau đó chúng ta chuột trái chúng ta kéo cái đối tượng này xuống đến cái ô chúng ta cần cắt là chúng ta tích chuột cho nó sáng lên chúng ta ấn thêm phím shift. kích chuột cho nó sáng lên ấn thêm phím cách để chúng ta kéo sáng hết tay đối tượng này lên như vậy là chúng ta đã chọn được bốn cái đối tượng chúng ta cần cắt sau đấy chúng ta chọn xếp lần này chúng ta có thể xếp ở dạng JPG và xếp sau đây chúng ta xếp lại thì cái bước này chúng ta có thể xếp ra được bốn cái ảnh này đến lúc đấy là cắt bốn cái liền đó như vậy là chúng ta đã được làm quen đến công cụ Photoshop được à, để cắt cái giao diện ảnh cái giao diện web mà người bên thiết kế người ta đã thiết kế sẵn và chúng ta chỉ việc là chuyển cái thiết kế này sang ảnh đối tượng như này để chúng ta chúng ta cắt thì khi mà đi làm thực tế thì chúng ta cũng gặp các trường hợp là có một đội thiết kế trước rồi sau đấy người ta thiết kế ra cái giao diện như này chúng ta chuyển sang bên lập trình thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta cắt thì cái bước chúng ta cắt thực hiện cắt thì chúng ta sẽ làm các cái bước tương tự như cái bước mà chúng ta đã được xem rồi